Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc, kính chúc các bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì mình đang ở chỗ đường Lê Văn Duyệt, cái này là của phường 1, thành phố Mỹ Tho. Nó còn hướng trước mặt mình đó là chợ Mỹ Tho nha. Thì hôm nay mình sẽ đi từ chợ Mỹ Tho mà đi lên giếng nước, rồi mình đi ra ngang chỗ chợ Hành Trị, rồi mình lên ngang chỗ cầu Đôi. Nó bây giờ thì gần 7 giờ rồi. Nhưng mà bạn thấy đó, quán xá thì giờ người ta mở cửa cũng lác đác ha. Lúc này mình thấy khoảng chừng 8 rưỡi 9 giờ đó thì quán xá người ta mới mở cửa đủ. Chứ còn đi giờ này thì khá là ít. Rồi cũng như khu vực tiệm vàng nè, bây giờ có mấy tiệm mở, còn đa phần là đóng hết trơn. Có khu vực này lúc trước thì tiệm vàng nhiều lắm nha, nhưng mà từ dịch tới giờ thì nó dẹp bớt hết một mớ rồi. Nó còn hướng trước mặt mình đó là chợ Mỹ Tho. Này mình chạy phía ngoài chợ nha, chứ mình không có vô chợ. Nó vô trong thấy tối thui à. Cái hướng này mình chạy nó bị ngược sáng nha. Có lúc rài thì cái đường Nguyễn Huệ nhìn thấy cũng hay gầu lắm. Có cái khúc mà nằm ngay chỗ chợ Hàng Bông á, thì khúc đó thì nó buôn bán nhộn nhịp thôi. Rồi bạn thấy ở đây nè, cũng sạch bông sáng bóng. Lúc trước mà đi buổi sáng thì đâu có gặp cảnh gì đâu, nhưng mà bây giờ thì hay gặp lắm. Nó khu vực này thì bán khô với bán hải sản nha. Mấy bạn quẹo phải thì hướng ra cầu quay hoặc ra ngoài vườn qua Lạc Hồng, ở đây mình sẽ quẹo trái. Nó hướng trước mặt mình đó là chợ Nhà Cá. Nó chợ này lúc rài thì người ta bán ra sát lộ rồi, chứ không có ngồi phía trong nữa. Nó có nhiều chỗ thì người ta không có bán cá mà ta đổi sang bán rau củ quả cũng có nữa. Ngày xưa thì phía sau thì đò ghe đậu nhiều lắm nha, còn bây giờ thì gần như là không có gặp rồi. Đó, mình nhớ cái lúc trước mà cái đường mình đang đi nè, cái chỗ đó là giống như cái bãi đậu xe vậy, đậu rất là nhiều luôn á. Còn bây giờ thì gần như là không có gặp chiếc nào hết. Nó qua cái khúc này thì nó đông đông được một tí rồi nè. Bây giờ thì chủ yếu là mấy cái chỗ mà bán thực phẩm á, rau củ quả thịt cá rồi đó thì mình thấy bán được á, chứ còn mấy mặt hàng khác thì cũng hạn chế lắm. Nè, cái dãy phía bên phải mình thì đa phần là nhà dựa không nhá. Thường thì mấy bạn đi ngang mấy cái nhà mà thấy có mấy cái hẻm nhỏ nhỏ mà thông ra sông á, mấy cái chỗ đó là bến đò ngày xưa á. Là phía sau là cái hẻm để thông ra phía sau để đi đò. Thường thì hồi đó phía sau thì đò đậu nhiều lắm, còn bây giờ thì gần như là thấy được có vài chiếc à. Tại hồi đó mình thấy phương tiện di chuyển chính là đò ghe đó. Còn từ lúc mà có cầu Rạch Miễu rồi bây giờ thì đa phần người ta đi đường cầu không à. Nó đi mấy bạn thấy cái chợ sạch bông luôn. Mình thấy đi ngang chợ mà lúc nào mà nhìn thấy nó rác rến tùm lum kìa. Đó là chợ bán miếng đất. Chứ còn mà chợ sạch trơn vậy là thấy xong phim rồi. Mặc dầu mình đi giờ này cũng hơi sớm nha. Nó cái đường này nếu bạn đi thẳng thì đi ra ngay chỗ bến đò cũ, ra ngay chỗ dựa trái cây cũ á. Bây giờ thì bến đò nó cũng dẹp rồi, còn giữa trái cây thì nó dời về chợ Hành Trị rồi. Nè, chỗ này bây giờ thì còn bán ba cái đồ bằng tre nứa nè. Đó, mà giờ này người ta cũng chưa có mở cửa nữa. Đó, bây giờ thì gặp cái trường hợp người ta mở cửa trễ là bình thường. Chứ ngày xưa là chừng 6 mấy 7 giờ là có mặt đường đủ hết rồi. Nó còn phía bên trái mình là chợ Hàng Bông nha, nay nó sửa là nhìn rất là đẹp luôn. Không biết chừng nào mở cửa à. Bữa hổm mình hỏi cái bác bán bánh mì thì ông nói giá gần Tết. Mà không biết Tết năm nào đây. Là cái khúc đường Nguyễn Huệ ở đây trên này bán rất là đông luôn nè. Ở đây thì tại vì người ta bán thêm cái lằn chính giữa nữa nha, nên nhiều khi xe nó đậu lại chừng 1-2 chiếc là bị kẹt à. Có lúc này khúc ngoài đây thì nó buôn bán nhộn nhịp hơn là cái khúc ngoài chợ Nhà Cá. Ra đây thì mình thấy gần như là mua cũng đủ loại mặt hàng hết trơn à. Nè, hải sản lúc này người ta dời ở đây khá là nhiều nè. Có mấy cái loại cá đồng, cá sông, cá biển đâu có đủ hết. Nhưng mà lúc rài thì cá đồng với cá sông thì hơi mắc nha. Cá biển thì nó khá là rẻ. Cá biển thì chừng 35 hoặc là 40-50 là có rồi. Còn cá đồng với cá sông là thường là 100 mấy, không mà có 200 cũng có nữa. Nó muốn rẻ thì mấy bạn ăn thịt heo. Thịt heo thì chừng 70-80 là có rồi. Còn không thịt gà, thịt gà thì cũng 60-70 cũng có. Cái đó là gà tâm hoàng á nha, còn gà vườn thì sao mắc hơn tí nha.
tép đồ thì thấy lúc này cũng rẻ nữa. Tép tôm đồ. Các bạn mua mấy cái loại mà nhảy sôi sôi thì chừng 150 là có rồi. Còn mấy cái loại mà nó ngợp, nó hơi đục đục thì 70-80 cũng có nữa. Hoặc là mực đồ cũng vậy. Chỗ này thì bán bông, bán hoa đồ. Rồi mình sẽ quẹo qua đường Lê Lợi nha. Rồi mình chạy cái đường Lê Đại Hành lên chỗ giếng nước. Bây giờ đi thì mấy bạn chỉ gặp mấy cái chỗ mà bán cà phê đó, hoặc là bán quán ăn sáng đâu đó, thì mấy cái chỗ đó khách đông thôi. Chứ còn mấy cái mặt hàng khác thì giờ này người ta chưa có mở cửa đâu. Nè, chỗ cũng vậy nè, bạn thấy nè. Nó mở cửa thì cũng lác đác hết trơn à. Nhiều khi giờ này người ta đi tập thể dục, hoặc là người ta đưa rước con người ta, giờ ta chưa về nữa. Thường thì sáng sớm phải đưa học sinh đi học. Ở phía bên phải mình đó là trường Nguyễn Đình Chiểu nha. Còn bên trái là chợ Hàng Bông nè. Nó chợ này thì mình thấy đóng cửa cũng lâu lắm rồi. Hôm nay nhìn thấy nó có diện mạo mới. Nhưng mà thông thường mình thấy những cái dãy nhà phố mà sát lộ vậy nè, mà người ta buôn bán không được, không biết là vô cái trung tâm thương mại này sao à. Chứ tại vì lúc trước thì cũng có nhiều người bán ở trong á, người ta bán không được người ta mới chạy ra ngoài. Còn giờ không biết có ai chạy vô lại hay không thì mình không biết. Nhưng mà nếu mà có giá rẻ thì chắc có thể người ta vô. Rồi cũng như cái dãy này bạn thấy nè, giờ này chưa có mở cửa nữa nè. Cái đường này thì mình thấy mai mặt với bán đồ da đồ nhiều lắm nha. Giống như là sửa giá yên xe rồi đó. Hoặc là may quần áo đâu. Các bạn thấy bên phải mình đó, toàn là những cái gian hàng nhỏ nhỏ không à. Cái này thì nó nằm sát trường Nguyễn Đình Chiểu nha. Các bạn thấy cái mặt bằng vậy chứ, vô chiều sâu có vài thước à. Có lâu lâu thì để bạn cho thuê hoặc là bán nhà. Cái đường này mình đi thì nếu mà ngày xưa thì nó sầm uất lắm chứ không phải như bây giờ đâu. Bây giờ thì người ta mở cửa trễ lắm. Nhưng người ta đóng cửa sớm nữa. Tại vì mở cửa sớm vậy cũng đâu có khách đâu. Còn chiều mà thấy mà không có được thì người ta cũng đóng luôn đó. Chứ để bắt là tốn điện, tốn công nữa. Nhiều khi giờ phải làm thêm một cái chuyện khác nữa. Cũng như ngày xưa, ví dụ như sửa quần áo rồi đó, thì có thể là sống được. Còn bây giờ thì đa phần thì mình thấy đồ công nghiệp thì nó bán đủ hết trơn à. Thậm chí nó còn rẻ hơn đó. Chứ giờ mấy bạn đi mua khúc giải vậy mấy bạn may là bộn tiền đó. Tiền đó mấy bạn có thể mua gần được 2 bộ đồ rồi. Ở đây mình ra ngoài đường Hùng Vương rồi nha. Nó đi ra mấy cái trục lộ giao thông chính đó, thì xe cộ rất là đông. Nè, còn bên trái mình là Vincom. Nó ngày xưa nó là nhà thiếu nhi nha. Nhưng mà bây giờ nhà thiếu nhi thì bây giờ rời ra ngoài quảng trường rồi. Chỗ này thì nó xây trung tâm thương mại với nó xây nhà phố rồi. Mà mình thấy phía trong thì người ở cũng ít lắm. Ở mình thấy chắc chừng 30 hoặc là 40% mà. Chứ nhà trống thấy giờ còn khá là nhiều. Nó đi mà cái giác khoảng chừng 8 giờ rưỡi đó lên đó, thì mấy bạn thấy hàng quán người ta mới mở cửa đủ hết. Còn mấy bạn đi mà cái giác khoảng chừng 6 giờ thì nó còn tệ dữ nữa nha. Giờ mình đi gần 7 giờ rồi mà thấy vậy nè. Giờ là hơn 7 giờ rồi. Nó nhiều quán mình đi mình thấy nó đổi chủ liên tục hết trơn à. Nay để bản hiệu này, mai đổi bản hiệu khác. Rồi đổi hình thức kinh doanh cũng có nữa. Đặc biệt là mấy cái quán mà mấy bạn trẻ thuê là mình thấy đổi nhanh nhất luôn á. Đi ngang lộ mà bạn thấy mấy cái bạn mới mới rồi đó. Là thường là mới khai trương không à. Chỗ này mình ra chỗ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa rồi nha. Cái này nếu mấy bạn quẹo trái thì cái hướng đi ra ngoài cảng Du Thuyền á, là ra chỗ bến Bắc cũ á. Còn quẹo phải cái hướng đi ra ngoài chợ Hành Trị, hoặc là ra chỗ Dừa Trái Cây. Còn này mình sẽ đâm xiên ở chỗ cái hẻm này nha. Mình lên chỗ
đường dây xin luôn, ngay là ngay chỗ giếng nước lớn á. Đó, đi nay sửa cái nhà này lại nữa, này chắc làm quán quá. Hóa sơn rất là nổi luôn nha. Nó gần như là nổi nhất con phố ở đây. Bữa hổm thì có một bạn nhờ mình quay quán ăn Phát Minh nằm ở trên đường Gia Xin nè, với một căn ở chỗ đường Ấp Bắc nữa, thì bữa nay thuận tiện đường sẵn đó mình quay luôn. Nói giếng nước thì bây giờ thì người ta đi tập thể dục. Các bạn thấy cái giếng nước này thôi chứ mấy bạn đi bộ một vòng hay là đổ mồ hôi liền chứ không phải giỡn. Còn cái dãy này thì người ta bán cà phê rất là nhiều nha. Bán cà phê, bán nước mía đâu. Nó ngồi ở đây thì cái hướng này thì buổi sáng rất là mát luôn. Nè, cái tiệm cơm bên phải mình nè. Bây giờ này người ta mở bán rồi. Thì chắc bán sáng quá. Nó tiệm đang bán nha, mình không có đứng quay lâu được nha. Nó có nhiều quán thì giờ này chưa có mở cửa. Này chắc bán cà phê chiều quá. Cái hướng bên trái mình thì hay gặp quán ăn. Còn cái hướng mình đang chạy nè thì đa phần là quán nước không à. Nè cái quán này khá là đông nè. Nó thường thì ngồi sát vỉa hè thôi. Mình thấy ban ngày thì khu vực giếng nước này nè, thì người ta ra chỗ quán cà phê rất là nhiều. Còn buổi chiều tối thì người ta hay ra ngoài bờ kè hơn. Tại bây giờ mà đi ra ngoài bờ kè thì nắng lắm. Nè, chỗ này quá trời luôn nè. Cái này là mình đi ngày thường nha. Nếu mấy bạn đi ngay mấy bữa thứ bảy chủ nhật thì còn đông nữa. Nè, bên trái mình giờ này người ta còn ra công viên chơi rất là đông nè. Làm như là ở đây đậu không có giữ xe hay gì đó. Chứ mình thấy đi buổi chiều là hay gặp mấy bác giữ xe lắm. Còn buổi sáng như không gặp hay sao. Chứ lúc này vô công viên là phải gửi xe nha. Có nhiều khi mấy bạn gửi xong mấy bạn đi một cái khoảng khá là xa. Còn hồi đó thì thích chỗ nào thì đậu xe chỗ đó và ngồi chỗ đó thôi. Ừ, đây cái quán này cũng khá là đông khách đó nè. Nó thường nằm trong những cái đường này thì hay gặp dân địa phương lắm. Nhiều khi mấy bạn đi mấy con hẻm mà bạn thấy cái quán có chút xíu rồi, nhưng mà khách rất là đông là bình thường. Cái này mình ra ngoài đường Ấp Bắc rồi nha. Cái này nếu mấy bạn quẹo phải cái hướng đi xuống chợ cũ đó. Còn mình sẽ quẹo trái. Mình cứ hướng đi lên ngã ba Trung Lương. Rồi có một bạn nhờ mình quay số nhà 54 Ấp Bắc. Cái này gần tới rồi. Cái tiệm nằm bên phải mình nè. Nó cái tiệm này bán giải quá. Nó lúc gài thì tiệm giải cũng hơi hiếm nha. Ngày xưa thì hay gặp tiệm giải, tiệm may đâu lắm. Còn bây giờ thì mấy cái này mình thấy cạnh tranh không có lợi với mấy cái chỗ mà người ta may công nghiệp. Đồ bộ, đồ ngủ đồ bây giờ thì cũng khá là rẻ nữa. Còn may thì nó hơi quạo. Mà nhiều khi bây giờ mình thấy nhiều người may thì giống như là mấy bạn mới ra nghề đó, tay nghề hơi yếu nữa, may nhiều khi không hợp ý nữa. Còn những chỗ mà may đẹp á, thì lợi nhiều khi mấy bạn đợi hơi lâu. Nhiều khi bộ đồ đợi mấy tháng mới tới lượt mình. Bởi vì nên mình thấy nhiều người người ta đi siêu thị hoặc đi chợ người ta mua đồ bộ cho nó khỏe. Nhiều khi nó cũng đa dạng lắm. Này mình sẽ quẹo phải nha, mình quẹo vô chợ Hình Trị. Chỗ này thì bán hoa quả trái cây đâu. Bữa nay mình thấy cũng hơi vắng nè. Chứ thường ngày quẹo vô khúc này là hay bị kẹt xe lắm. Đó này nếu bạn đi hẳn đi lại chỗ giữa trái cây nha. Còn đây mình sẽ quẹo trái nha. Đó còn chợ Hình Trị ở hướng trước mặt mình á. Này mình chỉ chạy phía ngoài thôi. Nếu bạn muốn vô chợ thì phải gửi xe. Thấy vậy thôi chứ chợ ở trong rất là rộng nha. Đó trái cây quá trời luôn. Bữa nay làm như dọn bớt mấy cây dù coi vậy. Mình chạy mình thấy nó khá là trảng. Chứ có bữa mình chạy mình thấy nó gặm kinh khủng luôn.
Có cái lộ thì rất là bự nha, nhưng mà có điều người ta lấn hết nửa lộ rồi, nó còn được chắc ba chiếc xe chạy à. Nó lúc trước thì bán những mặt hàng khác, nhưng mà bây giờ thì đa phần là đổi sang bán rau củ quả không à. Nè bên trái mình nè, lúc trước mình nhớ bên trái là có mấy cái chỗ bán quần áo được cũng nhiều lắm á, mà bây giờ thì người ta để ở phía trong rồi phía ngoài người ta bán rau củ. Giờ gần như là đổi hình thức kinh doanh nhiều lắm. Nè khúc này thì bán đồ ăn sáng nè, nó bán chè, bánh bò, bánh tiêu đồ đủ kiểu hết. Nên chỗ này thì bán cá, bán tôm đâu. Nè mấy bạn vô chợ thì quẹo phải nha, đậu xe đó, gửi xe đó thì vô. Giờ mình sẽ chạy lại ra ngoài đường ấp Bắc. Đường này nếu các bạn đi ngược về hướng sau lưng mình thì đi về xã Đạo Hạnh nha, hoặc đi về chợ Mỹ Phong đều được, hoặc là ra ngay chỗ đường Hùng Dương á. Còn nếu mà đi thẳng hay đi ra cái hướng ngay chỗ chợ Hàng Cộng, ở cái đường trước mặt mình là đường Đống Đa. Ở cái đường nó nhỏ nhưng mà quán ăn rất là nhiều nha, đặc biệt là bán đồ ăn sáng á. Các bạn vô đường đó thì giá nó sẽ rẻ hơn là đi những cái đường trục lộ chính vậy. Trục lộ chính về thì nó bán thường là 30-40, chứ còn vô những cái lộ nhỏ thì chừng 25-30 à, nó sẽ rẻ hơn một ít. Nó còn hướng trước mặt mình đó là cầu Bạch Nha, nay thì nó lắp rồi. Nó là vì lúc trước thì cái đường cống đó nước nó đen với nó hôi kinh khủng lắm, bây giờ thì đổ bê tông mất tiêu rồi. Ngõ này ra trục giao thông chính nha, bởi vì xe cộ rất là đông. Là mấy cái cây bằng lăng bên trái mình thì bữa nay tỉa trụ lũi hết trơn rồi, nhưng mà còn được ít nhánh ít lá. Chứ bằng lăng ở bên Bến Tre thì nhiều khi mình thấy tỉa còn có cái thân không à, giống như là cái cục điện vậy. Còn ở đây thì còn được ít cành cũng đỡ đỡ. Này chắc tỉa đang chuẩn bị Tết quá. Thường mình thấy tỉa xong rồi nó ra tược, còn cái là nó ra bông à. Nè phía bên phải mình là chùa Phổ Đức. Nó còn hướng bên phải là trường đại học Tiền Giang nha. Lúc trước thì mình thấy gần khu vực này nè, quán cơm đồ nhiều lắm, mà lúc rài mình thấy cũng còn lác đác à. Còn cái hướng bên trái mình á, mấy bạn đi vô mấy cái hẻm á, thì trong đó thì nhà trọ rất là nhiều nha. Đa phần là nhà trọ cho học sinh sinh viên đâu không à. Như lúc trước mình thấy gần trường nè, quán nét đồ rất là nhiều luôn á. Còn bây giờ gần như là dẹp hết trơn rồi. Còn cái dãy bên phải thì giờ này thì chưa mở cửa rất là nhiều. Còn buổi tối thì nhiều khi mấy bạn đi chừng 7 giờ mấy 8 giờ thôi là quán xá người ta cũng đóng cửa dần rồi. Lúc trước thì 9-10 giờ người ta mới đóng được, còn bây giờ có khi đi 8 giờ là thấy cái lộ nó vắng dần rồi. 9 giờ thì nhiều khi thấy buồn hiu luôn. Chỉ có mấy cái chỗ nào mà quán nhậu hoặc là quán cà phê đông khách hay đi ngang thấy nó nhộn nhịp, chứ còn bình thường thì chạy cả đường thấy cũng vắng lắm. Còn buổi chiều mà dợn đám mưa xuống nữa là thấy còn thấy gầu dữ nữa. Hổm rày ở Mỹ Tho thì mưa liên tục được 2 bữa thì cũng đỡ lắm nha. Mà thấy giờ đi nhiều chỗ nước còn động dũng á. Nè bên phải mình có ăn phở Mỹ Tho nè, ăn cũng được lắm. Cái đường này thì dọn mấy cây bằng lăng rồi nên chạy cái lộ nhìn nó lạ quắc à. Bên phải mình là nhà hàng Thượng Nguyễn nè. Giờ phía trước nó cũng cho thuê mặt bằng hết trơn. Giờ mình thấy những cái công ty mà xí nghiệp á, lúc trước thì nhiều khi người ta để cái mặt bằng phía trước, còn bây giờ thì có điều kiện cái người ta làm những cái căn nhà nhỏ nhỏ phía trước á, người ta cho thuê. Nè cũng như chỗ làng Việt này cũng vậy, hoặc để trưng bày sản phẩm đâu. Cũng như mình thấy nhiều nhà lúc trước thì có cái biệt thự nhìn rất là đẹp nha, cái sau này cái người ta cất vài cái nhà phía trước cái biệt thự đó, cái người ta cho thuê. Bởi vì nên bây giờ thì nhà cho thuê thì nó mọc lên rất là nhiều luôn, nhà trọ rồi cũng vậy nữa.
hoặc là nhiều khi nhà ở thì người ta tách ra, người ta chừa lại cái khoản đủ ở thôi, còn bao nhiêu thì người ta cho thuê cũng có. Ví dụ như nhà 2 lầu chẳng hạn đi thì cho thuê tầng trệt. Đường này nếu bạn quẹo phải thì cái hướng ra ngoài sông Bảo Định nha. Các bạn thấy cái đường này đi thì xe chạy rất là nhiều, nhưng mà quán xá mà đông khách thì mình thấy lác đác ha. Nè, quán này được cũng ít nè. Nó quán cà phê với quán ăn sáng buổi sáng thì mở rất là nhiều, nhưng mà có khách đông thì cũng hạn chế đó. Chỗ nào đông thì không có chỗ ngồi luôn á, còn chỗ nào vắng thì gần như là không có gặp bóng người. Nè, Bách Hóa Xanh giờ này cũng vắng que. Bánh Hóa Xanh thì mình thấy thường thì buổi chiều thì nó bán đỡ đỡ thôi, chứ còn buổi sáng cũng hạn chế lắm. Với lúc rài thì nó dẹp cũng hết một mớ rồi. Mấy cái ở thành phố với thị trấn thì mình thấy ít, chứ còn mà ở nông thôn thì có nhiều chỗ thì nó dọn cũng khá là nhiều. Nó quán xá thì mấy bạn đi ngay mấy bữa thứ bảy chủ nhật á, hoặc là lễ Tết rồi đó, thì nó sẽ đỡ đỡ đường tí nha. Còn không mình thấy đi ngay mấy bữa mà ngày cúng rồi hoặc là ngày rằm nữa, có thì mấy bữa đó chợ thì nó sẽ được một tí. Còn mà những cái quán mà bán nhưng mà hàng khác thì cũng hạn chế lắm. Nè, này nhà xe Hùng Hiếu, mình đi Sài Gòn nha. Bây giờ thì có những cái nhà xe ngoài đó, nên đi Sài Gòn rất là tiện. Bởi vì bây giờ mấy bạn vô bến xe thì cũng ít gặp xe lắm. Ý thường thì vô đó thì hay bị chèo kéo lắm. Cũng như lúc rài mà đi ra đường mà kiếm không đa ôm mà nhiều khi cũng đổ mồ hôi nữa. Chỉ có lợi mấy cái chỗ nhà xe, bến xe hoặc là lợi bệnh viện đồ thì gặp, chứ còn mà đi dọc đường nhiều khi cũng hiếm lắm. Tại vì chạy không đủ sống nên người ta đổi nghề khác. Nhà phía bên phải em có quán cà phê sát sông nè. Nó ra thì thấy cảnh cũng đẹp lắm nha. Em đi tới cầu Đạo Ngạn rồi. Còn phía bên trái mình nó là cầu Lý Thường Kiệt nha. Này nếu các bạn đi thẳng thì đi về ngã ba Trung Lương hoặc đi lên bến xe đó. Còn mình tới đây mình sẽ kết thúc clip nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn lại các bạn trong clip khác.